Mẹ Võ Quỳnh Ân hỏi chị là bé nhà em dùng sắt nhưng bị táo, em có cần mưng không ạ? Nếu dùng tiếp thì nên làm sao để bé đỡ táo ạ? Bé nhà em dùng sắt loại nào em? Với cả bé nhà em mấy tháng rồi? Em đang cho bé, tức là bây giờ chị sẽ cần là một là tại sao em dùng sắt cho bé? Bé hiện tại mấy tháng rồi? Em dùng cho bé loại nào mới giọt một ngày? Thực ra ấy, trước đấy thì không biết là bé đã dùng sắt lần nào chưa? Và phân của bé trước khi dùng sắt nó như thế nào? Bé có phải là cơ địa dễ táo phân hay cứng không? Còn cái việc để bé đỡ táo khi dùng sắt thì chắc chắn là nếu bé dùng loại đấy đã táo rồi thì em sẽ, nếu mà bé thực sự là vẫn cần bổ sung tiếp sắt thì sẽ đổ loại sắt cho bé. Chị có những cái, chị có nhiều một hai like khá cụ thể và chi tiết về sắt thì mẹ có thể tìm và xem lại nhé. Còn bây giờ ấy thì nếu bé thực sự vẫn cần bổ sung sắt thì mình sẽ đổ loại sắt cho bé. Tức là cái cách để bé đỡ táo khi dùng sắt là vậy em ạ. Đổi loại sắt này, nó sẽ nên lựa chọn những cái loại sắt hữu cơ và mình xem xét một chút về cái liều lượng của bé để nó hợp lý nhé. Mẹ bao chị cân nặng tháng tuổi của bé, chị sẽ gọi là tư vấn cho mẹ cụ thể về cái liều lượng sắt. Thường ấy thì bổ sung sắt, nếu mà đúng ấy, thì mình sẽ thường là bổ sung khá dài đợt á, tức là có thể bổ sung được 1 đến 3 tháng theo đúng cái chu kỳ tạo hồng cầu của cơ thể.